sao bây giờ? Một trăm là kẻ xấu thì một mong sẽ là hater. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tối nay có cuộc hẹn và mặt đầy mụn thì biết làm sao bây giờ? Bạn buồn vì da mặt xấu hay tháng nay lãnh lương lại trễ? Chuyện lương bổng thì tôi bó tay, riêng chuyện da dẻ với tôi lại dễ. Đâu có cần phải buồn như thế. Tất nhiên tôi đi tôi thể, chỉ cần bạn đến với Galaxy Bar thì không có chuyện gì là không thể. Nên lắc đi vô đây với tôi, da mặt đẹp mới vui. Tụi nó đâu phải là bạn tốt nên đừng dễ dàng cho nó tới lui. Nên lắc đi vô đây với tôi, da mặt đẹp mới vui. Tụi nó đâu phải là bạn tốt nên đừng dễ dàng cho nó tới lui. Dùng hải tạo vi sinh hay bạn thân ngoài vi tân bào. Rồi sẽ